công, công đây công ngàn mét vuông nha, chứ không công ngàn chứ không phải công ngàn hai giống như miền Tây. Công ngàn ba giống miền Tây à. À miền Tây thì ngàn. Miền Tây thì công giờ 3 vuông là tính ra đồng bao là bao nhiêu bao rồi. Dạ, miền Tây là công lớn. Lớn còn này mình công ngàn mét vuông hơn. Dạ. Rồi Vũ kính chào các bạn nha, hiện tại mình đang ở Bến Đình. Bến Đình ha, đây thuộc Cẩm Giang quá. Đây là con Isuzu 280. Ngoài đó con nó phải con máy. Ngoài đó con máy anh. 280 luôn hả? 280 luôn ạ. Một cặp 280 mà một con kéo thớt, một con cổng. Con này có cầu đẩy luôn nè. Cầu đẩy hộp số luôn nha. Thớt rồi. Ôi, cái thớt nhìn chắc chắn dễ sợ luôn. Thớt thì chất lượng luôn. Nhỏ ha, nhỏ gọn mà chất lượng. Hộp số nè. Hộp số 1 này ví dụ này chắc chở 5-70 bao phải ra. 50 bao khỏe ha. Đóng cái dàn sườn nó chắc dữ ha. Đây là ben luôn ha, có ben không? Ben chứ, ben luôn ơi, ben cho. À ben luôn ha. Cầu này mấy tấn anh? 3 tấn rưỡi hay là 5 tấn? 3 tấn rưỡi hả? Thôi được rồi, khỏi ben. Không, cái thớt đã thì chơi. Thớt quá chắc luôn. Là mới đóng luôn hả anh? Hay là cái sườn nó lâu rồi, còn cái thớt thì mình mới làm dán thôi. À làm được luôn hả? À. Cái thớt này giờ đóng có nhiêu tiền? Mấy chục. À là tính là một hộp số rồi hết luôn á. À. Cầu đẩy hộp số ben rồi hết luôn các bạn. Đó sao chỗ Nguyễn Đỉnh luôn nha các bạn. Rồi bây giờ xuất phát nha. Xuất phát là lắng chở bắt đầu chở. Triệu là nguyên khúc sau nè các bạn, nguyên khúc sau với là hết là 40 triệu ha. Tính ra hộp số rồi cầu rồi tính ra dây hơi rồi ra đó đủ hết á, 40 hay 40. Ủa vậy anh tài xế xe này hả? Anh kia là anh chủ. Đây cổng trước cổng sau các bạn. Đấy, dễ thương không? Thấy vậy do chiếc này cổng bình thường là cổng khoảng như anh, ba mấy bao khỏe phải không? À 25 bao hả? Chứ này nước sơn còn đẹp quá. Chứ này lấy lâu chứ còn đẹp chứ anh. À ít xài ha. Ô cái mùi. Cái mẫu mùi này cũng đẹp đó nè. Mẫu mùi cũng đẹp quá bạn. Xe này dạng ít xài ha, xài gia đình đó. Kéo đó, kéo được. Kéo cái đỉnh hết đỉnh các bạn. Vụ này mấy anh kéo thôi chứ vụ kia mấy anh ít kéo. Chiếc này có mang bánh lòng xới đồ không anh? Chiếc này có mang bánh lòng chạc đâu không? À. Nhưng mà làm ruộng nhà nhiều. Ít làm mướn. À. Anh mua giờ chạy nhà nhiều ha. À. Cái đường bên kia là cái đường của từ cái đình gì? À đó bữa đình Trung đi ra đúng rồi. Còn ở đây mình vô trong kia, hồi chắc vô tới bà Kinh nhỏ hả ta? Bà Kinh nhỏ trong kia hả? À, rẽ trái là đình luôn. À. Ồ, đất đây có hơi mềm ha. Đất hơi lúng các bạn. Mấy lúa chỗ này bị sập nè. Rồi, tới chỗ rồi. Bỏ hai bao rồi ra sao trước nha. Tổng ơi, sao cả 1m8 không anh? Cổng sau 1m8 không? À 1m8 luôn hả? Xe đẹp quá đẹp các bạn ơi, chắc nghĩa địa còn luôn hả? Này là chắc nghĩa địa nó còn luôn ha. À nguyên si luôn. À, đẹp quá đẹp luôn. Rồi à, đất nó mềm nè. Đất nó mềm. Rồi đi thẳng quay anh em chả cái thớt nha.
bao rồi. Chân cao quá đi bị giật nha. Kiểu đi cái bước chân của mình á. Hôm nay quay cặp cái xe kia này chở lúa cho các bạn xem nha. Tổng này Bình Định của mình lúa quá trời luôn mà mình không có xuống các bạn. Mình nghĩ là xe cù chở ha. Ai về mùa vụ đông xuân này đất khô quá. Cho nên ta mình càng thêm nhiều nha. Rồi. Cắt bánh rồi nè. Vô cầu ha, vô cầu đi phải không? Cái gì đã nó hết nổi rồi. Trời ơi. Gấp. Hiểu rồi. Có cầu đẩy, dưới này có cầu đẩy đi là khỏe, phải re luôn. Rồi ôm lại. À còn bao bên đây nữa. Mềm lắm anh em. Cầu 3 tấn rưỡi. À chưa gài cầu vô luôn mà sợ gì. Mạnh mà. Chưa đâu, này mới có nhiêu đây mà. Hai tấm 10 thì 28 HP các bạn. Máy nè. Này chả cái là hết luôn rồi. Đây hai bao đây nữa. Đất mềm các bạn ơi, mình đi lúng các bạn. Nhưng mà rơm nó nhiều với lại bánh đôi ha. Bánh đôi cho nó đi ít lúng hơn cái bánh chiếc. Nó bao đây gách hả? Giống này giống gì biết không anh? À kêu bằng người ta hay kêu bằng ôm M18 đúng không? Hôm nay 18 nay giá nhiêu anh, còn mấy ngàn đấy mấy vô 76 hả? À ok, thì là nó giá nó cao hơn ha. Mấy bao nữa xong rồi. Hai bốn sáu bao các bạn, sáu bao dây khúc nữa ha. Hai bốn sáu tám mười mấy, chắc được ba mấy bao các bạn, ba mấy bốn chục bao. Cái mọt là bánh đôi chạy không sợ lún, tại vì nó đỡ hơn cái bánh chiếc.
đâu gánh nó nhiều hơn. Cái đất này thấy gì, cái đất này đi bánh chiếc thôi, nó nhắn cho lắm nha. Đều đất bánh đôi nó đỡ các bạn. Gọn hơ luôn. Qua luôn, qua luôn. Giống cái mương à. Vô cầu đi, vô cầu đi cho mạnh. À, vô cầu nha. Rồi dục ra, tới. Rơm nhiều đó các bạn thấy rơm nhiều nha, chứ không có rơm coi. Không có rơm là xuống á. Không sao. Cái này nhờ gạ, nhờ gạ nhiều á, gạ nhiều có không sao. Nhờ cầu đẩy. Gạ nhiều với cầu đẩy. Rồi xong. Rồi vòng ra. Rồi qua bà luôn ha. Rồi vô cho các bạn. Rồi vô xuống ngon lành. Rồi đi. Alo. Ôi chuyện nhỏ mà. Chuyện nhỏ cho con thỏ. Chiếc kia hết lúa đi chở rồi. Mình sẽ đi lại đằng kia quay một đoạn. Quay một đoạn anh em chắc lúa đằng kia cho các bạn xem nha. Chắc nhiều dữ lắm các bạn. Đang đợi lái vô. Đang đợi lái vô bán ha. Lấy xe chạy theo nha các bạn. Các bạn thấy cảnh ở đây giống miền Tây không? Rất giống miền Tây luôn nha. Một bên là mương nè, bên là kinh nè,
bên ruộng lúa ha. Đây là kia bằng ruộng bưng đó các bạn, ruộng bưng ha. Vậy là mấy anh giác lên khác rồi giác xuống khác, hai tốp khác nhau. Lục bình quá trời, lục bình luôn. Vậy là giác lên là tốp khác, còn xuống là tốp khác. Ủa anh, cái này mình đợi lúa vô chừng nào cái lúa mới vô chất? À, tối hả? Cái này là đang đất lớn hay đất rộng anh? À, đất lớn hả? Đây mấy ảnh xuống ở đây ha. Ở đây lúa nhiều dữ lắm các bạn. Lúa rất nhiều luôn nha. Đây mình quay một vòng lúa, quay vòng lúa anh em chắc đây quá. Quay là vòng lúa anh em chắc đây quá trời luôn nè. Đậu của này thì xuống cũng dễ ha. À, chú dắt mình luôn. Này là chắc không khéo là nó chạy xuống. Cái bao này lủng lên tới chú, nó lủng cái gốc nè. Rồi mình đi ra phía trước nha. Anh em chắc ở đây nhiều dữ lắm. Đang đợi ghe vô ha. Quá trời luôn nè. Đúng không? Dài đó cũng khoảng trên có 30, trên 30 mét nè, trên 30 mét thì dòng ngoài kia. Đó. Chạy ghê vô. Bao nhiêu đây chắc cũng nhiều dữ rồi. Nhiều đây không biết cả ngàn bao không nè. Cả ngàn bao cho lên không? Hết cái đằng này luôn là cỡ ngàn bao chứ đâu anh, được ngàn bao không? À cỡ đó ha, là cỡ bao nhiêu chủ thôi, cũng nhiều chủ hả? Để cái này có thể để làm giống không, để lộn xộn không? À thấy dính liền hết rồi. Giờ xong là nghỉ chưa? Qua bên kia chở bên kia đó hả? À chở chứ. À đi cháu đình vô hả? À vậy là còn cái chiếc xe cổng nãy là vô nghỉ rồi. À trúng cổng luôn hả? À vậy là ghe chạy ngược vô lại. À đi này luôn hả? À mấy bao mới xong ha. Ủa vậy là giờ anh với chú qua bên kia nữa hả? Dạ. Rồi, cái video mình kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình nha. À, các bạn thấy lúa chắc không? Cảnh đây thì nói chung không khác gì miền Tây các bạn. Ê, như miền Tây vậy nha. Đang miền Tây thì anh em cũng vậy. Chắc lúa vậy xong bắt đầu xe hoặc ghe tới chỗ nha. Rồi, xin chào các bạn nha.